Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hiền Trần CC. Hôm nay em có đi bãi và có mua được một con máy bơm hơi hiệu Ryobi. Đây, đó là con này. Thì con này nó có thể bơm được xe đạp, xe máy và ô tô. Vâng. Thì con này nó sẽ đặc biệt nó xài pin, xài pin. Đây. Nên là rất cơ động cho đó. Thì các bạn thử xem là cái tính năng của nó và cái giá thành em sẽ nói trong cuối video. Có nên mua hay không, hợp lý hay không. Vậy các bạn chú ý xem video nhé. Rồi, đây các bạn. Trước mắt các bạn là bộ sản phẩm nó gồm một thân máy, cục pin và cục sạc. Thì ta sẽ đến cận cảnh của nó là có pin. Pin này là 18V. Đó. 5A. Có báo pin đầy đủ. Cục sạc. Sạc của Ryobi. À, sạc điện 220. Đó là hàng Ryobi, thì hàng này là sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà được xuất qua Úc nên là chất lượng của nó thì chắc cũng ok. Còn cái thân máy sẽ như này. Máy đây. Máy nó sẽ cài đặt cái đây các số thể đặt công tắc bật mở để sử dụng. Chú ý không được bơm cái gì quá phồng Ryobi. Đó. À, không để nói nhiều nữa, mình sẽ cắm pin trực tiếp vào luôn. Đây thì nếu mà mình chơi trong hệ Ryobi này thì nó có các đầy đủ các máy khoan, máy cắt, máy mài nhiều loại lắm, thì nó có thêm cái bộ máy bơm này. Mình xem máy bơm nó có những cái tính năng gì. Đó. Và khi cắm máy bơm vào thì mình sẽ có hai chức năng. Chức năng nhất là thổi hơi. Mình bật cái đó. Thổi hơi. Chức năng thổi hơi này để cho mình như là mình để mình thổi bếp, nhóm bếp, nhóm lửa gì đó. Đây. Thì mình sẽ đến tính năng chính nó là để bơm xe. Thì để bơm xe nó có cái hay như của nó là như thế nào nha. Rồi, để bơm xe thì mình đầu tiên sẽ bấm trên màn hình của nó này, nút giữa này. Đó, nó lên số này. Thì trong cái số này của nó, nếu mà bây giờ trên xe máy nó sẽ có thông số của xe máy là cái lông cái số lốp của xe này, nó sẽ là chịu được là đây thông số lốp nó là 6 pound, cái mắc nó chịu được là 175 kg và cái lượng của nó là 385 ppi. Thì cái thông số bơm hơi nó là 280 kPa hoặc có thể là 40 cảnh nha. ppi là cái ký hơi của nó đó là 40 ppi. Thì không biết cái ký thì mình tính sao nhưng mà chỉ biết là cái thông số. Thì trên cái bơm này mình sẽ chọn trên cái bơm này như vậy luôn. Đó. Mình sẽ chọn trên cái bơm này. Đây, mình sẽ chọn này. 10 30 40 50. À 22 4, 25, 26, 27. Đó, 40 ppi. Đó, thì bây giờ mình sẽ vậy, mình sẽ cho vào vòi luôn. Thì nó được đúng cái số ký là 40 ppi là nó sẽ tự ngưng. Đấy. Xe nó đang đầy. Đó. Khi lắp vào thì cái máy bơm nó nhận được cái hơi, sẽ báo là bây giờ đang trong trong bánh xe đang là 16 ppi. Mình sẽ chọn, hồi nãy mình chọn là 40 ppi là mình đã chọn rồi. Thì khi mà chọn xong á, mình sẽ bấm bên này là để cho nó bơm.
Đó. Đó. Chọn 40 thì sẽ lên 41, tại vì nó sẽ tính cho mình cái lượng là khi mình tháo vòi ra. Đấy, là nó sẽ bị hao hơi. Nó cũng thâm thúy phết đấy. Đó, thì coi như là mình đã đầy bánh xe. Giờ mình sẽ lên cái bánh trước xe. Đây, với cái bánh trước xe em đã tháo hết hơi ra như này. Nha. Này, tháo hết hơi này. Hơi đã được hết này, cạn này. Đó. Đó, cái thông thông số của nó của xe nó cũng của bánh nó cũng báo này. Mắc của nó là được 155 kg. Ký ký là trọng tải á. Thì 340 là PS. Rồi cái cơ số hơi cũng 280 kp. Rồi cái số nó cũng là 40 PSI. Đó. Thì cái này thì bánh trước ấy, thì mình không nên bơm căng quá, thì em thường thường đi thì nó tầm em để nó khoảng tầm 30 thôi, 30 PSI là nó ok rồi. Thì bây giờ em sẽ lắp nó vào. Nó bơm mà cũng được nha. Đó. Sau khi bơm đây, lắp rồi thì nó báo là không không. Đó, không không. Bây giờ mình phải chọn lại. Chọn nó, mình chỉ mình giảm bớt đi. Giảm bớt cho nó đi là sẽ là mình báo là khoảng tầm 30. Đó. 30 như vậy. Khi mà mình chọn 30 vậy thì bắt đầu mình khởi động máy. Hơi đang nổi lên. Thì đến mốt sẽ tự ngắt. Đó. Nó hay chỗ đó nên là thấy nó cũng hợp lý. À, thì mình quay vô xem sao đây. Okay. Mà xin chia sẻ số thông số của máy như này. Đó. Máy này là của nó sẽ cho phép bơm cái thông số nó là 18V. Mắc của nó là 1030 kV. Cái được 150 PSI. Đó. Đây là nó sẽ bơm được bánh ô tô, bánh ô tô như xe chẳng xe con các thứ là ok đấy. Thì cái máy nó hay rồi đấy. Sau khi mình sử dụng xong thì mình rút pin ra. Đó, pin ra như này. À, mình cắm vào sạc. Đó. Cắm vào sạc sử dụng thôi. Nhưng mà mấy cục pin như thế này thì các bác có thể bơm cả tháng trời cũng không sợ hết pin ấy, bởi vì con này nó ăn dòng không bao nhiêu. Các anh chị các bạn vừa xem cái tính năng của nó là chức năng của nó là để thổi hơi. Đó, rồi bơm hơi. Thì trong bơm hơi nó sẽ những cái đầu bơm để bơm như là bơm bóng này. Bóng 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 đá đó. Rồi thổi cho những cái con bóng bay này, đó cái này. Thì cái đầu này mình có cái đầu để cho bơm xe đạp. Đó, xe đạp mình sẽ bơm bằng cái đầu này. Đó. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ gồm một thân máy, cục pin và cục sạc. Thì em mua con máy này ở trên hàng bãi á, thì có giá là 1,2 triệu. Thì với giá 1,2 triệu như thế này á, thì để mà mình mua ngoài thị trường á, mình có thể mua một con máy bơm hơi bình á, thì cứ về cũng đều được thông dụng lắm. Nhưng cái đó nó xài điện, là không thông dụng như thế này. Lần này thì mình có thể cầm đi du lịch đó. Nhất là ai có xe hơi, bỏ xe hơi thì sử dụng rất tiện. Hoặc là những anh đi phượt, thường thường mấy anh đi phượt xe đường xa thì nên đầu tư con này, chẳng đi xe đấy, để mỗi lần đi phượt người ta thay lốp hay ý, có cái để bơm thì tối bật cái này thổi để đốt lửa cắm trại. Thấy cũng hợp lý luôn các bác. Thì theo như em thì với giá 1,2 triệu như thế này thì em mua thấy về xài cũng ok. Còn anh chị nào cũng muốn sử dụng sản phẩm này hoặc là thích sản phẩm này thì em sẽ liên hệ với em để em tư vấn cho, hoặc là để em được hỗ trợ mua dùng. Đó, thế là chứ không không có
Vâng, cảm ơn các chị đã coi kênh clip của em. Kênh của em là kênh chuyên về sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm công nghệ và những sản phẩm đồ dùng trong gia đình. Các bác thấy hay thì có thể chia sẻ hoặc rồi đăng ký kênh cho em. Cảm ơn các bác rất nhiều.